Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình Du học cùng Tân Đại Dương. Hôm nay chúng ta sẽ nói về du học Singapore nhé. Chắc hẳn các bạn đã biết rõ về trường Curtin Singapore rồi phải không nào? Tuy nhiên, ngày hôm nay để củng cố lại những cái thông tin về trường cũng như update những cái thông tin mới trong năm 2017 này thì Tân Đại Dương đã mời anh Lô Quân Đặng là đại diện của trường Curtin Singapore đến để chia sẻ với chúng ta nha. Xin chào anh Quân. Chào công ty Tân Đại Dương cũng như là chào các bạn sinh viên và các quý vị phụ huynh đang theo dõi cái video clip này. Thì Curtin Singapore cũng rất là cảm ơn công ty Tân Đại Dương đã tạo cơ hội cho Quân đến đây để mà chia sẻ những cái thông tin về trường, về khóa học cũng như là những cái dịch vụ, những cái hỗ trợ mà trường Curtin Singapore có thể mang tới cho các bạn sinh viên Việt Nam của mình. Thì đầu tiên thì muốn tự giới thiệu về trường Curtin. Thì Đại học Curtin là một trong 40 trường đại học công lập của Úc. Và nếu như đứng xếp hạng ở Úc thì Curtin đang đứng trong top 15 trường tốt nhất của Úc. Và bên cạnh cái cơ sở chính của trường đại học Curtin tại thành phố Perth ở bang Tây Úc thì Curtin còn mở thêm những cái cơ sở quốc tế ở nước ngoài như là ở Singapore và ở Malaysia. Thì Curtin Singapore cũng sẽ chịu trách nhiệm giảng dạy với cái chất lượng chương trình đào tạo cũng như là cái bằng cấp tương đương với lại trường Curtin tại Úc. Và tại Curtin Singapore thì hiện tại đang tập trung vào đào tạo hai mảng chuyên ngành chính, đó là mảng về kinh tế và mảng về truyền thông. Nếu mà nói về xếp hạng thì trường đại học Curtin cũng rất là tự hào khi giành được những cái xếp hạng khá là cao trên thế giới. Đầu tiên là trường đại học Curtin được xếp vào top 1% đầu tiên của thế giới theo như cái bảng xếp hạng gần nhất của trang QS Ranking năm nay. Cũng như là với những cái chuyên ngành về kinh tế và truyền thông thì Curtin cũng được xếp hạng vào top 150 của thế giới. Trong đó có một cái ngành rất là nổi bật và được xếp hạng cao nhất của Curtin, đó là ngành Logistics và quản trị chuỗi cung ứng. Thì ngành này được xếp thứ 17 trên thế giới. Vậy thì anh có thể nói rõ hơn về các chuyên ngành của trường mình được không ạ? Đối với cả các với ngành kinh tế thì hiện tại Curtin đang giảng dạy rất là nhiều chuyên ngành, trong đó cả chuyên ngành đơn cũng như là chuyên ngành kép. Và các bạn có thể chọn được cho mình một cái chuyên ngành mà mình đang quan tâm, ví dụ như là về kế toán, tài chính, marketing, về logistics và quản trị chuỗi cung ứng ha. Hoặc đó là những cái chuyên ngành đơn, hoặc các bạn cũng có thể kết hợp để mình học một cái chuyên ngành kép, ví dụ như là marketing học với lại quản trị, hoặc là kế toán học với quản trị, hoặc là logistics học với lại quản trị. Thì cho dù bạn họ chọn chuyên ngành đơn hay là chuyên ngành kép thì thời gian học cũng như là học phí nó hoàn toàn không thay đổi. Nhưng mà một cái điểm thuận lợi là khi mà bạn chọn chuyên ngành kép thì cả hai chuyên ngành bạn chọn nó sẽ được ghi trên cái bằng cấp tốt nghiệp của bạn. Còn về phía mảng truyền thông thì hiện tại bên Curtin Singapore đang giảng dạy ở bậc đại học cái mảng truyền thông chuyên vào cái mảng báo chí cũng như là PR, marketing. Thì những bạn nào quan tâm tới cái tương lai nghề nghiệp sau này của mình liên quan tới cái ngành truyền thông như là làm việc cho các đài truyền hình, các đài phát thanh hoặc các công ty truyền thông quảng cáo thì các bạn có thể chọn chuyên ngành này. Riêng về cái chương trình cái thạc sĩ thì hiện tại bên trường Đại học Curtin Singapore đang giảng dạy 4 chương trình thạc sĩ. Cái thời gian học thì nó sẽ kéo dài trong khoảng từ 12 cho tới 16 tháng tùy chương trình. Thì 4 chương trình thạc sĩ đó thì mình sẽ có là chương trình thạc sĩ về quản trị kinh doanh quốc tế, chương trình thạc sĩ về quản trị kinh doanh toàn cầu, chương trình thạc sĩ về quản trị dự án cũng như là chương trình thạc sĩ về quản trị hậu cần và chuỗi cung ứng. Vậy thì cái giáo viên của bên trường mình là toàn bộ là giáo viên của sinh hay là bên Úc và dạy các bạn không ạ? Về giáo viên thì mình sẽ có hai dạng. Đối với lại các chương trình tiếng Anh, đó là những chương trình tiếng Anh là những cái chương trình dành cho những bạn sinh viên mà hiện tại cái trình độ tiếng Anh nó chưa đáp ứng được yêu cầu đầu vào của cái khóa học chính. Thì đối với chương trình giảng dạy tiếng Anh thì 100% đó là giáo viên bản xứ. Còn với chương trình khi mà các bạn vào học những cái chuyên ngành thì Curtin sẽ phối hợp giữa các giáo viên bản xứ và những chuyên gia đang làm việc tại các tập đoàn và các công ty tại sinh để mà giảng dạy và cung cấp kiến thức cho các bạn. Bởi vì tiêu chí của Curtin Singapore đó là các bạn sẽ nhận được những cái kiến thức, những cái lý thuyết
mà nó không phải chỉ đơn giản chỉ trên sách vở, mà đó là những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức đang được ứng dụng thực tế ngay tại các tập đoàn và các công ty trên thế giới. Cái kiến thức đó sẽ do những cái chuyên gia đang làm việc tại các công ty và tập đoàn ở Sing ở chia sẻ và truyền đạt tới cho các bạn. Dạ, vậy thì anh có thể nói về yêu cầu chung của trường mình khi tuyển sinh vào được không? Về yêu cầu đầu vào thì nó sẽ tùy vào cái ngành học cũng như là các bậc học của các bạn. Thì hiện tại Curtin Singapore ngoài cái chương trình giảng dạy tiếng Anh để phục vụ cho những bạn nào chưa có cái đủ trình độ tiếng Anh để theo học những cái chuyên ngành mà mình quan tâm, thì sẽ có những cái bậc học sau đây. Thứ nhất là bậc học về cao đẳng. Thì cao đẳng mình sẽ có hai dạng, đó là cao đẳng 1 và cao đẳng 2. Cao đẳng 1 thì dành cho các bạn sinh viên Việt Nam mình đã hoàn thành cái chương trình lớp 11 tại Việt Nam, thì các bạn có thể đi đăng ký vào cái chương trình cao đẳng 1 với thời gian là 8 tháng. Thì yêu cầu đầu vào của chương trình cao đẳng 1 này là điểm trung bình hoàn tất lớp 11 của các bạn là từ 6 phẩy trở lên và IELTS của các bạn là 5 chấm. Còn mình sẽ có chương trình cao đẳng 2 thì dành cho những bạn hoàn thành lớp 12 ở Việt Nam. Yêu cầu đầu vào là điểm trung bình lớp 12 là từ 6 chấm trở lên, cũng như là IELTS là từ 5.5, và chương trình này cũng kéo dài 8 tháng. Và sau khi học xong hai chương trình cao đẳng này, các bạn sẽ được chuyển tiếp vào cái chương trình cử nhân. Thì lúc đó các bạn chỉ cần hoàn thành thêm 16 tháng nữa để lấy được bằng cử nhân. Và cái khi mà chuyển tiếp vào từ chương trình cao đẳng vào chương trình cử nhân thì trường không bắt buộc các bạn phải thi IELTS lại, mà sẽ chuyển trực tiếp các bạn vào chương trình luôn. Còn đối với chương trình thạc sĩ thì hiện tại Curtin Singapore sẽ nhận các bạn tốt nghiệp đại học ở Việt Nam. Điểm trung bình thì hiện tại cũng không có một cái điểm quy định là các bạn phải từ bao nhiêu phẩy trở lên. Tuy nhiên chỉ có một cái lưu ý nhỏ là khi nếu như các bạn nộp đơn vào cái chương trình MBA Global hay mình còn gọi là quản trị kinh doanh toàn cầu, thì cái điểm trung bình tốt nghiệp đại học của các bạn phải từ 60% trở lên. Còn ba chương trình thạc sĩ còn lại thì chỉ cần các bạn tốt nghiệp đại học tại Việt Nam. Về IELTS thì là yêu cầu là 6.5 không kỹ năng nào thứ 6. Tuy nhiên nếu như bạn không đạt được cái số điểm IELTS đó, cũng như là bạn không có muốn thi IELTS, Curtin Singapore vẫn có thể cung cấp cho các bạn cái chương trình tiếng Anh để giúp cho các bạn nâng cao cái trình độ tiếng Anh để theo kịp cái chương trình thạc sĩ. Trong quá trình mà học tập tại Singapore thì không biết bên trường có hỗ trợ cho các bạn về chỗ ở hay là giới thiệu với các bạn về những cái nơi ở nào đó tốt để các bạn có thể yên tâm theo học không? Về chỗ ở thì hiện tại Curtin Singapore không xây ký túc xá tại trường. Tuy nhiên bên trường sẽ có một bộ phận hỗ trợ các bạn tìm được một cái chỗ ở phù hợp theo cái nhu cầu và cái điều kiện của từng bạn. Thì khi các bạn đăng ký học tại trường Curtin Singapore, các bạn có thể cho trường biết là hiện tại các bạn muốn tìm một cái chỗ ở nó như thế nào, với cái ngân sách bao nhiêu, cách trường bao nhiêu phút đi xe. Thì dựa vào những yêu cầu đó của các bạn, bên trường sẽ giúp các bạn tìm được một cái chỗ ở phù hợp gần nhất với cái yêu cầu của mình. Tìm được cái chỗ ở đó cho các bạn rồi thì trường sẽ giữ cái chỗ ở đó cho các bạn. Các bạn không cần phải đóng tiền ngay tại Việt Nam, mà khi qua bên Singapore để chuẩn bị cái thời gian nhập học á, thì trường sẽ hướng dẫn các bạn đến tham quan cái chỗ ở mà trường tìm được cho các bạn. Nếu như các bạn hài lòng đồng ý thì lúc đó các bạn mới tiến hành ký hợp đồng thuê chỗ ở và đóng tiền cho cái chủ nhà đó. Vậy thì trong năm 2017 này thì bên mình có cái chương trình học bổng nào để hỗ trợ cho các bạn hay là những cái promotion nào không anh? Hiện tại thì đối với chương trình học bổng thì Curtin Singapore đang có chương trình học bổng dành cho các bạn sinh viên Việt Nam của mình, áp dụng cho gần như là tất cả các khóa học. Chỉ có một cái điều đáng tiếc, đó là đối với các khóa học cao đẳng 1 như là hồi nãy Quân có đề cập là cái chương trình cao đẳng mà dành cho những bạn hoàn thành lớp 11, thì đối với khóa học đó hiện tại thì chưa có học bổng cho khóa học đó, thì rất là tiếc cho các bạn. Tuy nhiên còn lại tất cả những khóa học còn lại đều có chương trình học bổng cho các bạn hết. Đối với chương trình cao đẳng và đại học thì hiện tại Curtin đang gọi là có cái chương trình học bổng với cái giá trị là lên đến hơn 4.300 đô sinh. Vậy thì bên cạnh cái yêu cầu về học lực thì có những cái yêu cầu nào khác để cho các bạn có thể dễ dàng xét học bổng bên trường anh không? Thì về để được xét cái mình có cái khả năng lớn để mà nhận được cái học bổng của trường á, thì có hai cái yếu tố mà Quân nghĩ là các bạn nên quan tâm. Thứ nhất đó là cái điểm số của mình.
Điểm số càng cao thì nó sẽ càng mang tới cái cơ hội học bổng cho các bạn. Và cái thứ hai đó là cái điểm số về IELTS. Thì chắc chắn cái điểm IELTS thấp nhất các bạn phải có được để xin xét học bổng đó là bạn phải đạt được cái điểm IELTS yêu cầu đầu vào của cái khóa học mà các bạn đăng ký. Thì bạn phải đạt được số điểm đó trở lên. Dạ. Thì lúc đó bạn mới có thể xin trường xét học bổng cho mình. Thì trường chỉ xét dựa trên hai yếu tố đó thôi, đó là điểm trung bình học tập và điểm IELTS của các bạn. Thì hai điểm đó càng cao thì cơ hội nhận học bổng của các bạn sẽ càng cao. Chứ trường không yêu cầu các bạn phải thi cử hay là viết một bài luận gì như là những cái chương trình học bổng khác. Dạ. Thưa anh, bên cạnh cái việc học như vậy thì bên trường mình có những cái câu lạc bộ hay là những cái chương trình giải trí hay là những cái hoạt động ngoại khóa gì đó dành cho các bạn để các bạn xả stress không ạ? À, thì về cái phần đó thì các bạn yên tâm là có đầy đủ để cho các bạn. Thứ nhất là về cái phần hỗ trợ về các câu lạc bộ. Thì hiện tại bên trường có rất nhiều câu lạc bộ để phục vụ cho cái sở thích của các bạn. Tại vì có những bạn là thích dancing về nhảy nhót ha, hoặc là những bạn thích về đá banh, hoặc là có những một số bạn thích về gọi là âm nhạc, hoặc là về bóng rổ, bóng chuyền, hoặc là những cái có những bạn thì là quan tâm tới các hoạt động để gọi là từ thiện hay là phục vụ cộng đồng. Thì tất cả những cái đó đều có những cái câu lạc bộ riêng biệt dành cho các bạn tham gia. Để cập nhật những thông tin mới nhất cũng như là để hiểu rõ hơn về công ty Singapore, các bạn hãy liên hệ công ty du học Tân Đại Dương 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, và đừng quên số điện thoại của công ty nhé, 028-3848-4879 nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào và cảm ơn các bạn.